Bà ơi. Dạ, con chào bà. Dạ, bà đi đâu vậy? Đi ở bên sông gì à? Đi sông về hả? Bà, dạ, nhà bà ở đâu? Dạ. Nhà bà ở đâu? Trên kia. Dạ, bà, mắt bà bị sao? Mắt bà còn thấy rõ không? Có không rõ, đi mập mờ lắm. Dạ, để con xách cho bà. Cái này là cái gì vậy? Bánh bà mua hả? Của người ta cho. Ai cho bà? Ở bên sông á. Bên sông người ta cho hả? Ô chùa. Trời, để con xách cho. Ồ, đã vậy. Hả? Nhà bà gần đây không? Gần. Dạ. Mô Phật. Để con dắt bà ha. Dắt giùm con. Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Tết này nữa 100 tuổi. Tết này nữa là bà 100 tuổi rồi. 99 rồi. Còn 99 tuổi rồi. Dạ. Còn tuổi nữa. Thôi bà dắt con về nhà bà được không? Hả? Bà dắt con về nhà bà ha. Ừ. Chắc về nhà cho biết nhà bà. Dạ. Nhà. Vậy bà không thấy đường rõ rồi. Bà nhớ 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 nhà đâu không? Hả? Bà nhớ nhà bà ở đâu không? Nhớ. Bị có cái cửa tôi có cái làm dấu. À, có làm dấu ha. Ừ. Đây. Dạ. Đây 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 con dắt bà để xích vô bà, xe. Thì hôm nay ha, mình đi qua bên huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang thì vô tình mình bắt gặp bà ngoại ở đây. Bà tại hả? Chống cái cây gậy bình đồ thì sẵn mình hỏi thăm bà, bây giờ mình đi vô nhà bà chơi luôn. Ở con mình cô. Có mình hả bà? Ở con mình nấu cơm. Dạ. Có khi chị con ăn chứ nấu không được. Trời ơi. Nấu điện đó. Dạ. Tôi bị nấu củi mà tôi bị đó. Vậy là bà ngoại ở một mình hả? Hả? Bà ngoại ở chứ có một mình hả? Ở con mình hả? Dạ. Từ cái hồi mà ổng còn á thì tôi với ổng ở chung ha. Mà ổng chết hồi ổng 70 tuổi, tôi 72. Dạ. Tôi lớn ổng 2 tuổi. Dạ. Tôi 72. Chết hồi đó thôi. Cái đó thôi rồi là nha. Tôi đi ra, tôi đi mừng cỏ vườn, tôi đi mướn cho vũ lông trên xá đây nè. Dạ. Vậy là ông mất này là gần gần 30 năm hả bà? Hả? Ông mất này là gần 30 năm hả? Ừ. Thì hồi ông chết là ông mới có 70 kìa. À. Rồi bà con đông không? Tôi thì 72. Bà con đông không? Con cũng 5-6 đứa. Dạ. Ở chung ai cũng có gia đình ha. À, không có hết. Dạ. Có thì, một bà không dạ, có. Dạ. Bà. Ở một mình ha. Nằm ở mình vậy. Dạ. Rồi ở mình vậy buồn không bà? Ở một mình bà buồn không? Trời ơi. Nó gầu chí chứ. Ngủ gầu. Giái trời không. Không có giái gì vậy. Mô Phật, mô Phật. Trời ơi. Mô Phật cho tôi ngủ luôn. Dạ. Tôi ngủ luôn nha. Cho dạ. Tao không có ai. Ấy nha. Dạ. Đi gì? Không đi gì? Đi nó nói mà không đi về chết đói làm sao. Dạ chừng nào tôi tới nhà bà nói con biết nha. Hả? Tới nhà bà nói con biết nha. Ừ. Bà đi bà quánh tôi hoài ông nội. Ủa ai ai vậy bà? Bà ở đâu xóm. Rồi ngày ngày nào bà cũng đi lang thang ngoài đường vậy hả? Ừ, ngày nào cũng đi ra đường hết. Sáng ngay đi dội kiếm ăn theo. Dạ. Đi lại nhà của bà Hai Phước hả không? Dạ là cái người đó là sao với bà? Bà ở đâu xóm? Ở xóm ha. Ờ, dạ. Quay. Bà giàu, bà ta có tiền. Dạ. Con dâu bà hay nấu cháo. Dạ. Vậy kia cái, bữa bà lại sớm mà tôi múc cháo cho bà ăn. Múc cháo cho bà ăn. Ờ. Dạ. Tôi cho ăn, lại cái ta cho ăn này ăn kia. Dạ. Trời, bà đi hồi nãy giờ xa lắm, nãy giờ con đi theo bà là chắc cũng mấy trăm mét á bà. Ừ. Dạ, ngày nào bà cũng đi, đi về mỏi chân lắm ạ. À. Ờ, vậy chứ mà không có sao hết trơn. Dạ. Khỏe ha? À? Ừ, có hai con mắt. Không đi vậy thì con thấy là mắt bà nó hai con mắt bây giờ không có nhìn thấy rõ nó. Ờ, cho nó 10 phần nó. Dạ. Sáng chừng 5 ha. Đúng rồi, con nghĩ là sáng khoảng 3-4 phần à. Chừng nào tới nhà bà chỉ con biết nha. Hả? Tới nhà bà chỉ con biết nha. Ừ. Nhà bên đây phải không bà? Hả? Nhà này phải không? Ừ, nhà này. Phá cửa rồi, bà có chìa khóa không? Có chìa khóa mở cửa. Nhà bà nhà tôn hả? Cái này bà đút đại chứ bà đâu có thấy được. Cầm đút vô đại. Đó, cho đại. Con vô nhà bà chơi ha. Ừ. Đem cây gậy vô. Đem cây gậy vô. À đây là cái chỗ bà ngủ đó hả? Hả? À tối bà ngủ đây hả? Tối ngủ đây. Dạ.
Nè ba cây gậy nè, bánh nè. Ừ. Dạ. Sao người ta cho bánh mà người ta biết bà hay gì? Ừ. Ở ở mấy cô đó biết nữa. Biết bà. Dạ. Mà dạ. Con chưa lên. Ờ ngồi xuống đi bà, ngồi xuống đi con nói chuyện với bà tí xíu ha. Ừ. Đây nè, dạ. Con ngồi đây nè. Ngồi đây nè con. Dạ dạ được. Con, bà con đi vô vô luôn. Ngồi ghế nó dạ, bà ngồi cái bố đi. Dạ. Ngồi đây nè. Dạ được rồi, con thấy rồi. Dạ. Gần cơm nước mà bà nấu ở đâu? Hả? Rồi bà mệt hả bà? Uống nước không bà? Uống nước không? Con có nước chưa? Hả? Bà uống nước không? Hả? Uống nước không? Con có nước chưa? Uống nước á. Không có nước đâu, để mò coi. Mò, con thấy có bình nước kìa. Uống nước này. Nước này nước gì bà? Nước đá. Có nước đá nữa. Ừ. Nước đá này có ai cho bà? Ta cho nè. Trời cho hồi sáng. Người ta cho hả? Dưới kia kìa. Dưới kia ha. Cũng bà con hay gì? Hay là hàng xóm? Dưới kia đi, cái cho miếng nước đá con. Dạ. Vậy là chính xác nè, năm nay là bà 99 tuổi hả bà? Ừ. Vậy là bà thứ mấy? Để con gọi bà. Tôi thứ 9. Gọi là bà 9 ha. Ừ, bà 9. Dạ. Còn bên chồng tôi á là ổng thứ 6. Dạ. Quen họ kêu bà Sáu. Bà Sáu. Người kêu bà Chín. Tôi thứ 9. Dạ. Tôi hồi đó bà già tôi đẻ tôi á thứ 7 rồi thứ 8. Cái thứ 9 cái thôi rồi đặt 9 đi. Dạ. Giờ còn có 19 rồi đẻ thằng Út đặt lên 10 cây rồi. Lạ luôn. Dạ. Rồi bà nấu cơm ở đâu? À? Cơm nước nào bà nấu ở đâu? Cái gì? Cơm á, bà nấu cơm cái bếp đâu? Đó. À nấu cơm điện hả? Đó. Đâu có rồi làm đồ ăn mình chắc đồ ăn người ta cho bà hả? Hả? Đồ ăn? Ừ. À. Hãy cho cơm mà cho đồ ăn. Dạ. Còn bà ở gần đây phải không? Ừ. Dạ. Gần. Ừ, con dài dài nè. Dạ. Con thì đem cơm lại cho bà ha. Ừ. Dạ. Có đồ ăn thì đem lại cho ăn. À. À bà ở đây một mình buồn không bà? Ừ. Buồn không? Không. Không hả? Ừ. Nó quen rồi. Quen rồi. Quen rồi. Dạ, ngày nào bà cũng đi vòng vòng để mà đi đầu này đầu kia. Đi tập thể dục. Tập thể dục, dạ. Ừ. Sáng cái lộ vòng, cái vô đầm. Dạ, vậy cho khỏe ha. Cô nó đem cơm rồi nó cho ăn. Vô đem ăn. Cơm là cho ăn. À. Dạ. Vậy cũng khỏe. Rồi sáng giờ bà ăn chưa? Hả? Sáng giờ bà ăn chưa? Ăn rồi. Ăn rồi ha. Ừ. Dạ, bà có uống sữa gì không? Hả? Bà có thích uống sữa gì không? Uống sữa bò. Sữa bò? Ừ, mà nay tháng rồi không có tiền rồi không có mua. Dạ. Uống nước lạnh đó. Vậy là sữa bò, cái loại sữa bột đó không bà? Sữa bột và pha nước nóng uống hết không? Không có sao chứ. Tôi uống sữa sống không? Mà không có ỉa đó nha. Dạ. 5-6 ngày không đi cầu đó. Sữa dạ. Sống vậy. Có cái rồi đem ra gọt. Dạ. Rồi cái cháy trên nước lạnh vô quậy. Ồ. Quậy nước lạnh luôn hả bà? Không có cái gì hết trơn, tôi cho mình tôi không có gì, có cái gì, có hai con mắt này. Hai mắt thì mờ ha, dạ, nhưng mà sức khỏe tôi vẫn còn tốt. Hai mắt đó, dạ. Muốn ăn cái gì không biết làm sao ăn, tự hôm gài thèm bánh chèo, thèm trời hai ơi. Cái bánh chèo, tới 3.000 một cái, 2 cái 6.000 mà tiền đâu có, dạ. Làm gì có tiền có. Dạ. Có thấy đường đó, mỗi lần nghe không, tôi hay gào, dọc ra, tôi chạy dây, rồi tôi bác cái xóm này, ra chợ ông ấy. Tôi không có đi, họ nói cái bà. Ủa. Sáu bác gào, bà chết rồi hay sao. Rồi mấy người kia nó trời đất ơi, bà sống cao tuổi lắm, 90 mấy tuổi rồi hồi nha. Hồi xưa bà đi bán gào nữa hả? Ừ. Trời ơi, bà giỏi quá ta. Hay xem bánh xèo ở ngoài chỗ, dưới vợ cậu người ta bán đó. Lát con chở bà đi mua bánh xèo. Ăn, bà ăn bánh xèo không? Chở đi, phải chở đưa về. Chở về. Bây giờ nè, bà thích uống sữa đúng không? Ờ. Bà ngoại thích uống sữa nè. Rồi thích ăn bánh xèo. Ờ. Rồi không đi. Không đừng ăn bánh xèo. Đừng ăn bánh xèo, uống sữa đi. Ờ, uống sữa. Vậy lát con chở ngoại đi ra chợ mình lựa sữa. Hả? Lát con chở ngoại đi ra chợ mua sữa về nhà để dành uống, rồi xong con chở ngoại về. Ờ. Con dạ, cũng tặng ngoại cái áo nè ngoại. Áo mới luôn. Áo ấm. Áo này để bà mặc cho đỡ lạnh. Mua hộp. Đó, đã lắm ngoại. Đây nè. Để con lột cái này ra. Trời ơi. Đó. Ý, đó. Rồi. Vô cô cỡ. Đâu. Nút đâu. Đây để con chỉ cho.
đây con mở cho. Dạ hồi sáng ngoại ngoại đi ra ngoài đường ngoại thấy lạnh không? Trời ơi nó run gì chung. Cùng mà. Đây nè, con biết không? Một cái nè. Hai cái nè. Ba cái. Ba cái nè, bốn cái nè. Trời. Tại mà rồi gách đủ không. Gì không à? Mình chồng vô cái nữa là ấm luôn. Ừ. Chồng vô cái nữa là ấm luôn. Bận vô. Dạ. Đây. Đây con mở ra mặc thử luôn không ông ngoại? Hả? Mặc luôn nha. Mặc luôn vô. Mô Phật mừng không mày? Có cái áo gì mừng không? Mừng lắm ha. Dạ. Thiệt chứ con. Dạ. Cái áo này cũng của mấy chị ở Sài Gòn á. Để yeah. Con, để con tặng cho mày. Đẹp quá cả nhà ơi. Ấm quá. Quý vị khán giả xem clip này thấy bà ngoại rất đẹp lão. Mặc áo vô đẹp. Màu tím rất hợp với ngoại luôn. Hôm nay con đi con lựa đúng màu. Hay quá. Đâu bị hay hết chứ, hay chứ. Con bỏ đại vô xe. Để dành cho mấy cụ. Dạ. À, quá im rồi. Trời ơi. Đẹp ha. Giờ chở tao đi chợ làm gì? Lát chở đi chợ con mua sữa chưa? Để con tặng bà vài món nữa. Mua sữa mình mua cho tao chai nước nổ. Chai rồi. Nước đó. Bà thích. Hả? Bà ngoại thích gì con mua đó cho ngoại luôn. Đây nè ngoại, ở nhà con có một đống dép nữa nè. Đâu tao có tiền đây, mày mua gì mày cho tao. Tao dạ. Rồi, nè ngoại. Ngoại mang dép mới không? Cái này là cũng của chị Ma đây nè. Đâu, bây giờ mình mang dép mới luôn ngoại. Nè ngoại, nè ngoại, chồng vô. Dép này nó không có trơn ngoại, đâu ngoại chồng thử có vừa không? Vừa không ngoại? Vừa. Đó, quá im luôn rồi. Rồi, chồng vô luôn, vừa không? Để vô. Ô má chó mày. Thích không mày? Đây, đôi dép cũ của mày nè. Sao mình... dép cũ đâu? Dép cũ con để qua bên. Đúng. Để ngay cạnh giường nè. Đó. Đây nè mày. Trời ơi tội nghiệp không thấy thường. Cất ha. Cất. Rồi, còn bây giờ mình mang dép mới luôn. Dạ. Áo mới. Mang màu dép mới. Dạ, chưa đâu, con còn chai dầu nữa, để con tặng mày chai dầu nữa. Con tặng ngoại một chai dầu nước xanh nè. Một chai dầu nước xanh. Rồi. Dầu để cho mình sức lỗ mũi. Sức lỗ mũi dày. Đúng rồi. Rồi đau đây nè con. Dạ. Rồi ngoại có hay bị đau nhất gì không? Nhất chân. Có bị nhất chân không? Ừ. Nhất. Nè đây con khui luôn. Đó. Bây giờ dặn ra xài luôn đi. Xài thử luôn. Xài thử. Dặn rồi. Dặn rồi. Dầu này bên nước ngoài gửi về không ngoại? Mô Phật. Đã lắm. Rồi đâu ngoại sức thử rồi. Thơm quá. Đâu ngoại sức thử rồi. Đã không ngoại? Thơm không? Thơm quá. Thơm. Bà ngoại nó thơm quá. Thơm quá. Thơm ngoại thích nhiều con mừng rồi. Rồi nè ngoại. Đây là cái chai dầu để mà mình sức nhức mỏi. Dầu cù la. Dầu cù la. Cù la con hổ con đâu, bèo vậy đó. Cái dây này nút đâu? Đây nút đây. Rồi ngoại bỏ túi nha. Bỏ túi không có bỏ ai. Đừng cho ai hết không? Mình để mình xài. Dạ. Còn đây có một chai dầu cù la nè ngoại. Để con khui luôn. Khui cho ngoại xài. Nè. Để con khui à. Nè. Đó. Cái này nè ngoại lấy tay một quẹt vô. Đau đầu không? Quẹt hà đó. Đừng có để dính vô miệng vô mắt nha. Cay lắm. Cay. Dạ. Vậy chai dầu này con để trên bàn ha. Hay sao hả? Con để trên bàn ha. Con để trên bàn cho ngoại ha. Giờ con đi về hả không? Dạ, lát mua sữa cho ngoại con mới về nè, con tặng ngoại cái cây này nè, đâu ngoại cầm coi, ngoại biết gì không? Không. Cái đồ gãy lưng nè. Rồi đó ví dụ ngoại ngứa rồi, ngoại thọc chưa? Mô Phật. Đâu ngoại gãi coi. Nó ngứa vậy nè. Đâu ngoại gãi thử coi, ngoại gãi thử coi, ngoại chồng coi sao. Thọc đã vô. Để con thọc chưa. Rồi cây này gãi đã lắm. Đó. Gãi. Ồ đồ ngứa. Sao? Sao ngoại? Ồ đồ. Đã không? Không có đau, đã ngứa. Đã. Thấy không? Con tặng ngày nãy giờ mấy món ngoài thấy không? Rồi, ngoài đi dành nha. Ship lại, ngoài không xài, ngoài ship lại. Ship lại. Mô Phật. Rồi, để chỗ nào để mình nhớ nha. Dạ. Rồi, ok rồi. Nói chung thì... Ôi trời ơi, rớt rồi. Rớt cái con... gì? Rớt cái cây. Rớt cái cây của ngoại. Nói chung ghé ngoại, con tặng ngoại mấy món đó thôi. Rồi, bây giờ con sẽ chở ngoại đi ra ngoài. Bây giờ ngoại muốn uống sữa, uống coca hay là uống cái gì đó. Trời uống chai coca đi. Coca ha. Vậy con với ngoại đi chợ. Đi. Dạ. Thôi bây giờ thì nói chung thì do bà ngoại thì ở đây cũng có con cái này kia cũng lo ăn uống. Nhưng mà thấy bà ngoại thì còn thiếu mấy món này thì tặng cho ngoại rất là thích.
đó thì mình chỉ tặng ngoại nhiêu thôi, còn bây giờ mình sẽ chở bà ngoại chính luôn. Bà ngoại chính. Bà ngoại chính đi ra chợ mua sữa, mua những cái món mà ngoại thích. Thì cái clip này cũng tương đối dài nên là mình xin tạm dừng cái video tại đây. Và xin hẹn cả nhà ở cái video sau thì mình sẽ dắt bà ngoại đi ra ngoài chợ mua đồ cho ngoại. Cái này cái gì? Cái này là cá to ngoại. Dạ. Thôi giờ mình đi ha. Đi. Bây giờ khóa cửa đi, mua xong lát mình chở ngoài về ha. Ừ. Dạ ok.